Bạn bị đau đầu thường xuyên, chủ yếu bắt đầu ở một bên và lan khắp vùng đầu và cổ. Cơn đau kéo dài, dai dẳng và tái đi tái lại hàng ngày, hàng tuần làm bạn không thể chịu đựng được. Mỗi khi gặp căng thẳng, áp lực thì cơn đau lại trở nên dữ dội hơn bao giờ hết. Đau nửa đầu khiến bạn sợ tiếng ồn, ù tai, mờ mắt, sợ ánh sáng, buồn nôn. Bạn có biết có đến 18,5% dân số trên thế giới bị hành hạ bởi cơn đau nửa đầu? Phụ nữ chiếm đến 75% trong số đó. Đau nửa đầu kéo dài sẽ khiến bệnh nhân xuất hiện những biểu hiện trầm cảm, lo âu, hay quên, rối loạn trí nhớ, thiếu tập trung, dễ dẫn đến sa sút trí tuệ hay dẫn đến đột quỵ não. Vậy tại sao đau nửa đầu bám riết lấy bạn mà không khỏi? Trong não bộ là một tổ hợp của hệ thống dây thần kinh phức tạp. Khi chúng bị rối loạn sẽ khiến mạch máu não ở nửa đầu bị co giãn một cách bất thường, gây ra các cơn đau đột ngột và âm ỉ ở giữa đầu. Có hai nguyên nhân chính dẫn đến đau nửa đầu mà bạn cần phải biết. Thứ nhất là vấn đề ở hệ thống thần kinh và thứ hai là trong hệ thống mạch máu. Ở hệ thống thần kinh, khi gặp áp lực, stress sẽ gây ra một loại hormone có tên là cortisol. Bình thường, cortisol giúp cơ thể đối phó với những vấn đề căng thẳng. Tuy nhiên, khi cortisol sản sinh ra quá nhiều và thường xuyên sẽ gây tác động đến hệ thống thần kinh, làm sản sinh các gốc tự do phá hủy tế bào, ảnh hưởng đến các đường dẫn truyền thần kinh gây xuất hiện những cơn đau nhói ở đầu. Thứ hai là những bất thường trong hệ thống mạch máu não. Căn nguyên từ sự co thắt mạch máu vùng sọ não, đặc biệt là hệ thống mạch cảnh, như thiếu máu, chèn động mạch, tắc nghẽn đường truyền do các cục máu đông, phình hay hẹp động mạch dẫn đến máu huyết không được lưu thông, oxy không cung cấp đủ cho não và tế bào thần kinh gây tổn thương và chết đi các tế bào dẫn đến đau nửa đầu. Có rất nhiều yếu tố nguy cơ khiến cơn đau nửa đầu ghé thăm bạn như gặp phải áp lực stress, người bị bệnh mất ngủ, hoặc thay đổi hormone hay sử dụng các chất kích thích, rượu bia, thuốc lá. Tôi biết để đối phó với những cơn đau này, bạn đang dùng các loại thuốc giảm đau, nhưng bạn có biết các loại thuốc này chỉ có tác dụng làm dịu cơn đau nhất thời. Vì vậy, để loại bỏ căn bệnh này cần có mục tiêu như sau. Thứ nhất, loại bỏ các yếu tố có hại đến não bộ, hệ thống dẫn truyền thần kinh. Thứ hai, tăng tuần hoàn máu lên não. Và cuối cùng là giảm đau, bảo vệ não và phục hồi hệ thần kinh. Hướng đến những mục tiêu đó, Bilora mang đến cho bạn bộ 3 thuốc dược thảo Bilomi bao gồm dược thảo tăng tuần hoàn máu lên não Ginkgo Biloba với chiết xuất từ lá cây bạch quả có tác dụng loại bỏ các mảng bám, gốc tự do, phục hồi hệ thống thần kinh, loại bỏ tình trạng đau nhức, giúp máu lưu thông tốt hơn, tăng độ minh mẫn và loại bỏ các tác nhân gây chóng mặt, ù tai. Dược thảo bảo vệ và phục hồi mạch máu thần kinh Hawthorn Berry với tinh bột chiết xuất từ táo gai có tác dụng chống oxy hóa, chống đau thắt ngực, tăng cường lưu thông máu, làm giảm cholesterol có hại trong máu, tăng cường chức năng và sức sống của các tế bào thần kinh. Và dược thảo bảo vệ hệ thống mạch máu Advanced Cholesterol với thành phần từ niacin có tác dụng loại bỏ các cholesterol có hại, cân bằng huyết áp, phòng chống đột quỵ và tăng cường chức năng não. Polymethyl Silat Lavon chiết xuất từ vỏ cam có tác dụng chống thoái hóa mạch máu, bảo vệ tế bào, ngăn ngừa gan tiết cholesterol có hại, giảm đau đầu, giảm hồi hộp, ngăn chặn bệnh đột quỵ do thiếu máu cục bộ. Chiết xuất từ dầu cọ có tác dụng loại bỏ các mảng bám cholesterol ở thành động mạch, chống oxy hóa mạnh có thể hỗ trợ sức khỏe cho não, làm chậm tiến trình mất trí nhớ, giảm nguy cơ đột quỵ và ngăn ngừa sự phát triển tổn thương ở não. Chiết xuất từ hoa bụt giấm có tác dụng chống gốc tự do, chống oxy hóa, ngăn chặn sản sinh cholesterol có hại, bảo vệ động mạch bền vững, giảm huyết áp và ức chế sự phát triển của mô mỡ. Chất lượng sản phẩm được quyết định bởi nguồn nguyên liệu chuẩn hóa an toàn từ thiên nhiên với vùng trồng dược liệu lớn nhất Canada. Những nguyên liệu được gieo trồng chăm sóc lựa chọn rất kỹ càng, ứng dụng công nghệ chiết xuất tiên tiến, dây chuyền sản xuất hiện đại đạt tiêu chuẩn chất lượng Mỹ và tuân theo quy trình kiểm soát chất lượng đạt tiêu chuẩn FDA. Bộ 3 thuốc dược thảo Bilomi 100% từ thảo dược được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA cấp phép lưu hành. Bộ 3 thuốc dược thảo Bilomi từ Mỹ sẽ giúp bạn phục hồi thương tổn, nhanh chóng tạm biệt đau nửa đầu. Với phác đồ điều trị như sau, ở giai đoạn 1 bệnh mới phát hiện, có hiện tượng đau giật nhói vùng đầu kéo dài từng cơn, sử dụng một liệu trình. Giai đoạn 2 bệnh dưới 1 năm đau đầu kèm theo hoa mắt, chóng mặt, sử dụng 2 liệu trình. Và giai đoạn 3 bệnh trên 1 năm kéo dài và thường xuyên đau buốt, lờn thuốc tây, sử dụng 3 liệu trình. Hãy để lại số điện thoại hoặc gọi ngay vào hotline của Bilora 0909105417 hoặc 0962158661 để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hoặc bạn có thể truy cập website quendibenhdaunửadau.com, youtube.com/bilomitv hoặc đến địa chỉ dược phẩm Bilora tại số 22 đường 34 phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Chúc bạn luôn vui khỏe. Cùng Bilomi phục hồi thương tổn, nhanh chóng tạm biệt đau nửa đầu.